chị biết em làm sao em tới bưu cục em lấy làm gì không? Dạ đúng rồi ạ. Để em... Mình có bắt camera ở đấy chứ chị hả? À không, em cứ quay phim thôi. Ủa không có ạ? Em đang muốn là có một cái camera. Nếu mà như vậy thì thành ra thế này là cũng không có tác dụng mấy đúng không ạ? À, để em thanh toán chị trước đã nhá. Em cứ quay qua đây, qua cái chỗ máy inbox đấy là được. À, ý là em cũng tính nhờ mà trong chẳng hạn như những cái trường hợp mà nó bị lỗi hàng hay gì á, thì em có luôn camera của công ty mình quay lại. Đấy, chỗ này nó bị thiếu một xíu á, chị đếm lại chỗ đó trước giúp em nha. Em thanh toán trước rồi em bóc luôn tại đây luôn. năm triệu rưỡi đúng không ạ? 10.000 á. Em chờ món này lâu phết rồi. Chục ngày. Dạ. Em cũng chẳng quan tâm lắm. Được vào bưu điện của mình là em thấy chuẩn rồi. Em đỡ đấy đi. Giờ em sẽ ra đây em xử lý luôn. Ra đây đi nhá. Nào, rất luôn nào, hóng phết rồi. Ai trời, cắt thẳng đuôi. Ủa khom Lộc Đức mình này là đi những cái tuyến nào chị nhỉ? Giao ở những tuyến nào ạ? À vậy à? Chẳng hạn như ngoài Lộc An là cũng Lộc An ở ngoài kia là khác ạ? À? À nếu thế thì lại tiễn ha. Rồi, em thấy có mùi thơm rồi đấy ạ. Gửi qua bên bưu điện thì thật sự em rất yên tâm. Trước em xem mấy cái phốt là hay bị bên kiểu giao hàng tiết kiệm. Đấy, thế này em yên tâm lắm rồi nè. Q3 Pro, ok. Gì đây? Kính cường lực. Em còn nguyên không nè? Kính cường lực. Ổn. Giấy gì đây? Hai đơn bán hàng. Trời ơi, sao mà nó mờ thế? Đấy. 5740. Rồi, ok. Máy nguyên siêu này. Em còn nguyên này. Hộp hơi móp một xíu, thôi kệ. Đây, 8128. Lấm. Đây này. Góc này siêu nó hơi bị bong một xíu. Tem thế này là ổn rồi. Xanh đấm. Xe lên rồi mọi người ơi. Xuống nặng. Đỡ sao đi. Chọc xe làm gì đó. Giấy. Móp lưng. Cũng bình thường, không dày lắm.
Kêu đổi qua màu vàng mà gửi nhầm màu đen này hê. Này khá là nhẹ. Lên nguồn nào. Cầm lên nguồn đây. Nè. Chưa thì lên nguồn này. Đây. Lấy cái bộ sạc ra coi. Ok. 5V 6A. Này cái cáp sạc. Không lên nguồn ta. Xem nào. Cắn thử cái xây xong lại. Đã. Dạ đúng chị. Nhưng mà em đang thấy nó hơi có một chút trục trặc. Đó. Dạ cắm thử sạc xong đây. Em đang chưa thì nó lên nguồn. May có lỗi là điều hiển nhiên. Giờ ra cắm thử ổ điện. Có ổ điện không chị nhỉ? Dạ, cho em mượn cái ổ điện một xíu ạ. Em cắm thử xem nó lên nguồn không. Hay là máy nó hết kẹt pin không biết nữa. Dạ, rồi để em đang vô cho. À rồi, em thấy rồi. Đấy. Để đây. Đó. À, vô pin này này. Máy này kiểu chắc để lâu hết kiệt pin hay sao ấy. Mở nguồn xem nào. Nó không lên.
Để chờ một xíu xem sao. Lại nào. À. Nó nhấp nháy nó không lên đây. Hỗ trợ phần mềm chuẩn đời tất cả sản phẩm máy còn trong thời hạn bảo hành. Bác đã trở lại ạ. Ây da xem nào. À đây, lên rồi, đậu xanh. Kiệt pin quá ạ. Tiếng Việt đâu hề. Tiếng Việt này. Tôi đã đọc này. Tất nhiên là đã đọc rồi. Mặc dù đã đọc gì đâu. Tiếp theo, đồng ý, đồng ý. Chị ơi chị, cho em xin mật khẩu wifi được không chị? À, mạng hồ sơ em vào bưu điện đấy. Vào mạng của bưu điện, xong vào mạng hồ sơ mật khẩu ấy. Ồ, để em xem thử cái nào. À, ok rồi ạ. Tiếp theo. À, có. Gì đây? Tự chọn mạng thông minh tốt nhất, chuyển sang mạng tự động. Ôi, không cần đâu. À, ok, tiếp theo mật khẩu thôi để sau đi, tài khoản hay tab sau đi. Nãy chúng nghe bảo hình như là thôn Đức Thanh hay sao ạ, tạp chí màn hình khóa không cần đâu ạ, tự động cập nhật qua đêm cái gì không cần đâu ạ. Ok, nhập dữ liệu từ điện thoại cũ, nhập từ đám mây thôi kệ. Cá nhân hóa, phù thủy kỳ diệu. Gì đấy không biết nữa. Chào mừng. Bắt đầu. Bỏ qua, bỏ qua. Sử dụng ngay. À, xin ạ. App Trung Quốc à này, cài đặt màn hình đâu rồi, màn hình chính, màn hình chờ, màn hình khóa đó. Quốc gia Pro 5G.
Ok. Cái này để về nghiên cứu. Rồi, nói chung là ổn ạ.